các bạn thấy mình hôm nay có gì lạ không nè? À đúng rồi, mình mới cắt tóc á các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi cắt tóc ở bên Mỹ như thế nào nhé. Ta bắt đầu video thôi. Let's go. Quay vô cùng thân thuộc với những các bạn đã theo dõi mình từ lâu trên kênh của Chloe Nguyễn USA. Thì hôm nay mình xin được review cái tiệm cắt tóc vừa rẻ và vừa đẹp. Tiệm đó tên là Red Clip đó các bạn. Mình có cái bill tính tiền ở đây nè các bạn. Đây nè, mình xin được review nha. Ngày qua em mình với mình đi cắt tóc á, thì với giá là đối với người lớn là khoảng 18 đô, đối với chị em là khoảng 13 đô. Tiệm rất là sạch sẽ và rất là cái tác phong của nhân viên trong tiệm rất là chuyên nghiệp luôn nha các bạn. Ở bên Mỹ các bạn được mình sẽ chia sẻ thêm là ở bên Mỹ khi mà bạn đi cắt tóc hoặc là làm đẹp hoặc là làm móng hay là quắt lông mày hay là massage cơ thể và thậm chí là các bạn đi nhà hàng các bạn cũng phải tiếp cho người bồi bàn nha các bạn. Những nhân viên trong tiệm tóc hoặc là những người làm nail, thợ nail ở trong đó luôn nha các bạn. Hồi xưa thì mình mới đến Mỹ thì mình hay nhờ mấy cô tiệm nail cắt tóc cho mình. Nhưng mà từ hồi mình sắp sửa đi học nên mình cũng muốn cái tóc mình trở nên gọn gàng và đẹp hơn nữa, thì mình mới quyết tâm là đi cắt tóc. Chứ mình cũng không có muốn tiêu tiền gì mấy, bởi vì mình làm dịch vụ á. Thì thường bên Mỹ á thì tiền tiếp được chia theo một vài tiệm thì sẽ chia theo sẽ chia theo phần trăm đó các bạn, 5%, 20% và 70%. Mình xin lỗi nãy trục trặc thiết bị của mình nha, mình chuẩn bị đi về á. 5%, 15%, 10%, 25%. Có một số tiệm sẽ nhận bạn trả bao nhiêu tiền tiếp thì người ta sẽ nhận mức đó cộng thêm cái hóa đơn của các bạn. Mình á thì mình tiếp cho mấy cô ở trong thẻ luôn, là bởi vì mình cũng vội á, lúc đó mình phải đi chợ để mua đồ á các bạn, nên mình cũng vội. Tóc các bạn nên mình thả cho các bạn xem, các bạn rõ bạn nào mà ở Bắc Carolina muốn cắt tóc rẻ thì có thể vô Red Clip nha các bạn, cắt vô cùng đẹp và dễ thương luôn nè, không có cần cầu kỳ gì đó gì hết. Có một số người cầu kỳ thì hay đến mấy cái tiệm tóc ở người Việt á để cắt tóc ở chợ Việt Nam, nhưng mà mình không có cầu kỳ gì lắm, mình cắt cho nó gọn gàng sạch sẽ như này thôi, bạn thấy không đó. Và ở chỗ mình ở thì có hai cái tiệm tóc, mình sẽ mình không nhớ cái tiệm tóc thứ hai, nhưng mà cái tiệm tóc đó là đối diện với thư viện của Cornelius Bắc Carolina nha các bạn. Còn gì đúng không ta? À đúng rồi, khi mà bạn cắt tóc thì các bạn có thể trả bằng tiền mặt hoặc là bằng thẻ nha các bạn. Mình tìm được cái Red Clip là trên Google, bạn search là haircut near me là tiệm cắt tóc gần mình á, thì nó sẽ lượt ra. Red Clip á thì nó rẻ hơn cái tiệm mà gần nhà mình, gần nhất gần xịt nhà mình luôn á, là khoảng 6 đô gì đó. Mình nghĩ thôi, mình 6 đô đó mình có thể mua nhiều đồ á, nên
mình cũng tiết kiệm, mình cũng là một người con người tiết kiệm nên mình cũng suy nghĩ đắn đo rất là nhiều, nên mình quyết định là mua mua cái gói dịch vụ và sử dụng dịch vụ trên ở RedClip. RedClip thì các bạn có thể check in trên điện thoại hoặc là trên máy tính bằng check in online, hoặc là các bạn có thể đến đó. Thường RedClip nó sẽ nhận hai cái, là các bạn đến đó các bạn cắt tóc thì các bạn sẽ đợi lâu hơn chút xíu, khoảng tầm 20 phút. Còn các bạn nếu mà các bạn đăng ký online thì các bạn có thể được cắt tóc ngay lập tức, và người ta sẽ đưa cái thời gian cụ thể. Mình sẽ làm một đoạn cho các bạn có thể xem nha. Các bạn chờ mình xíu, mình bây giờ mình đem về nhà đã. Ok. Dẫn các bạn cách tạo check in ở RedClip nha các bạn. Nếu các bạn vô Google này, các bạn bấm là RedClip, đánh như là RedClip như này nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vô từ đây, rồi các bạn bấm vô website, trang web á. Rồi đây này, nó có hiện đây nè, chính 9 minutes check in now, thì các bạn bấm vào đây. Còn nếu không thì các bạn không cần check in nha, chỉ cần bấm online check in là các bạn bấm vào đây. Nó sẽ hiện là estimated wait, là thời gian các bạn chờ là 9 phút. Địa chỉ là ở đây, nó sẽ đề địa chỉ đây. Rồi số điện thoại. Cửa hàng hôm nay thứ sáu thì cửa hàng sẽ mở từ 9 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Chỉ có nhiêu đó thôi. Còn nếu bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể live chat bên đây, bạn hỏi, hay là salon hay gì đó các bạn có thể hỏi ha. Hoặc cái cách khác nữa là các bạn vào thẳng redclip.com nè. Trong đây thì các bạn tìm check in, nó sẽ hiện check in ở đây. Rồi estimated wait time cho các bạn luôn ha. Dễ đúng không ta? Mình thấy rất là dễ. À đúng rồi, trong cái đoạn video trước đó, mình có nói với các bạn là các bạn phải tại sao cái lý do mình chọn nó rẻ hơn á. Đây này, để các bạn thấy nè, cái giá vô clip không cần đây. Mình vô ví dụ điện hình đây nha. Rồi mình vô đây nè, mình bấm vô đây.
Mình bấm vô Women Hackett. Ở đây đúng không? Mình giống website. Rồi ở đây hình như Hackett Lomon Services nha. 7 phút. Các bạn có thể tải Rate Clip ở Apple Store hoặc là Google Play nha các bạn. Cái giá đó nè, hair styling thì nếu mà cái tóc bình thường đó là 18 đô, trẻ em là 16 đô, người già là 16 đô luôn. Nếu mà các bạn muốn tạo kiểu đó, thì tạo kiểu bình thường là 30 đô, tạo kiểu mà tóc dài là 45 đô. Formal là dùng để đi prom á các bạn thì là 60 đô. Này cho con trai thì neck trim, phần neck là 8 đô, các cạo râu là 10 đô, các bang mình không biết là gì là 8 đô và bộ râu là 10 đô nha các bạn. Yeah, chỉ có như đó thôi các bạn. Còn đi nữa mình sẽ review lý do tại sao mình chọn cái tay. Ở đây thì đây này, cửa hàng này thì nó sẽ là service đây luôn. Trong cái tiệm cắt tóc này cũng gần nhà mình, đối diện rất gần xịt luôn á. Thì cái mình coi coi nó là cái nào. Để mình xem. Ok, để mình xem hair service nha. Service đây thì cắt tóc, chỉ bị cắt tóc thôi nha, đã là 43 đô. Để mình xem này. Nó rất là nhiều giá khác nhau luôn. Thì đúng là giá nào của đó thôi, nhưng mà cắt tóc nha. Và cạo tóc và cắt tóc được tạo kiểu là 43 đô, tạo kiểu là 73 đô, rất là mắc luôn ha. Nếu mà uốn cong 99 đô, đàn ông là 23 đô và là 43 đô. Đối với chị em, con gái là 23 đô, con trai là 18 đô, tạo kiểu là 43 đô và con trai là 28 đô. Rất là mắc nha. Ở người Việt của mình thì mình không biết, thường tiệm tóc người Việt ở bang mình sống thì ở salon. Mình không có muốn chạy xe, thứ nhất là chạy xe xa là sẽ tốn tiền xăng nè, rồi để cắt tóc nè. Đây, cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thích video này, hãy được like, share và comment dưới video này để mình có thêm nhiều lực chia sẻ nhiều video hơn nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn.